Các bạn, tôi là Đoàn Ngọc Thao, tôi đến từ công ty chứng khoán MB. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn cách mở tài khoản chứng khoán trực tuyến bằng công cụ AKYC, xác thực bằng cách nhận dạng khuôn mặt và dùng chứng minh thư. Đầu tiên thì để mở tài khoản, mình cần phải lên ứng dụng, chọn tải về một cái phần mềm gọi là MBS Mobile. Đây, bạn lên ứng dụng của Google. Đấy, có phần mềm MBS Mobile. MBS Mobile. Đấy, bạn nhấn tải về cái bản mới nhất. Sau khi bạn tải xong, bạn bấm mở phần mềm ra. Đấy. Ở bước tiếp theo ấy thì mình sẽ vào cái mục ở góc bên dưới là phần mở rộng. Đấy. Chọn mở tài khoản EKYC. Bạn nhập số điện thoại. Địa chỉ email. Đấy. Sau đấy bấm tiếp tục. Cái thông tin này ấy, thì bạn nhập để sau đấy mà khi mà có tin nhắn ấy hoặc OTP ấy, ta sẽ gửi về cái mấy cái địa chỉ chỉ này, số điện thoại này hay là cái địa chỉ email này. Đấy, sau khi nhập xong bạn bấm tiếp tục, thì bước tiếp theo là cái phần xác thực chứng minh nhân dân ấy, thì bạn bấm chụp ảnh về cái chụp chứng minh thư nhân dân. Tiên là mình chụp mặt trước. Đấy. Sau đấy mình chụp mặt sau. Đấy, tiếp tục. Sau khi đã chụp hai mặt ấy thì hệ thống nó sẽ tự động quét ra được cái những cái thông tin trong chứng minh căn cước. Thì một số cái mình có thể sửa ở đây. Nhưng mà nó vẫn chưa đúng lắm. Một số thông tin ấy. Nhưng mà không đúng thì bạn có thể sửa lại một chút. Rồi bấm tiếp tục. Đấy, tiếp theo là phần đăng ký dịch vụ. Ở đây nó có một số dịch vụ như là dịch vụ margin chẳng hạn. Dịch vụ margin là dịch vụ mà công ty chứng khoán cung cấp cho vay ấy, dựa trên cái tài sản đảm bảo của bạn ấy. Thì đấy là dịch vụ margin. Còn tiếp theo là dịch vụ phái sinh, là khi mà giao dịch ấy, thì cần giao dịch phái sinh chỉ số VN30 ạ, đánh chiều lên chiều xuống của thị trường, thì mình sẽ đăng ký dịch vụ này. Còn tiếp theo cái dịch vụ quản lý tài khoản thì bạn có thể là chọn dịch vụ có broker. Đấy, ID chăm sóc thì bạn là gõ 8958. Đấy. Đấy, còn Đoàn Ngọc Tha để ủng hộ mình nhá. Sau đấy bạn bấm vào tôi đã đọc và hiểu đồng ý với bộ điều kiện. Việc đăng ký broker này cũng không mất phí gì cả. Nói chung là bạn ủng hộ mình có mình mở tài khoản có thêm KPI thôi. Bấm tiếp tục. Đấy, sau đấy nó sẽ có cái gửi OTP về. Và sau khi mà nhận được OTP ấy, thì sẽ yêu cầu bạn sẽ có số tài khoản đấy, thì sau đấy bạn sẽ xác thực luôn cái thông tin của mình ấy, EKYC bằng cách quay khuôn mặt ấy. Sau khi mà quay khuôn mặt xong thì nó sẽ là xác thực xong. Đấy, còn sau cái bước mà xác thực OTP này thì đã có luôn tài khoản rồi, thì bạn có thể vào luôn phần mềm. Còn một số cái trường hợp mà khi mình xác thực EKYC mà nó không được chuẩn ấy, hoặc là tỷ lệ mát nó kém ấy, tức là nó không giống với chứng minh thư nhiều ấy, thì mình có thể vào xác thực lại ở mục đây, đăng nhập vào trong cái số tài khoản các kiểu gửi về trong email ấy, thì bạn nhập mật khẩu vào. Đấy. Mình có thể mình do đây là mình đã đăng ký bằng vân tay ấy, thì mình sẽ vào luôn. Đấy, để xác thực tiếp ấy, thì mình sẽ vào cái mục cài đặt, chọn là xác thực EKYC. Đấy, nếu mình cái tài khoản của mình ấy, hồi xưa là mình mở chạy quầy rồi thì nên không cần này. Còn các bạn mở qua EKYC ấy, thì mình sẽ phải xác thực qua đây. Nếu mà ở cái phần bước cuối ấy, mà chưa thành công ấy, đấy, thì mình sẽ xác thực tại ở chỗ này và quay lại khuôn mặt thôi. Đấy.
Thì sau đấy mỗi lần sau khi mà xác thực xong ấy thì mình có, nếu mà bạn mình có thể vào giao dịch được luôn rồi, nhưng mà theo ở công ty chứng khoán MB ấy, thì khi mà bạn xác thực xong mà bạn chưa gửi hồ sơ về ấy, trong email thì mình chẳng có email hướng dẫn bạn gửi hồ sơ về, bạn sẽ gửi hồ sơ về thì sẽ được mở thêm cái dịch vụ margin và phái sinh nhé. Còn bình thường nếu mà mình mở bình thường cái này mình sẽ chỉ có tài khoản một thôi, tài khoản thứ một là tức là tài khoản thường ấy, tức là không có margin, không có phái sinh, và sẽ là để mà sử dụng tất cả các chức năng của phần mềm ấy hoặc là các đuôi ấy, thì bạn sẽ chịu khó gửi hồ sơ với cái địa chỉ trong email đăng ký là được, email đã gửi MBS gửi. Vừa rồi tôi vừa hướng dẫn các bạn lại cách mở tài khoản chứng khoán và giao dịch một cách dễ dàng thông qua công cụ xác thực eKYC của công ty cổ phần chứng khoán MB. Thì bạn có thắc mắc gì bạn có thể liên hệ với mình với số liên hệ ở dưới nhé. Cảm ơn chào các bạn.